Tử vi tuổi Bình Tý 1996, tháng 7, âm lịch. Hoan hỉ chào đón quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, một trong những thời điểm mà người ta kiêng kỵ nhất trong năm đó chính là tháng cô hồn. Theo quan niệm dân gian để lại, đây là tháng vô cùng xui xẻo và cũng là tháng ma quỷ bùa vây, nhiều người kiêng kỵ không làm việc lớn trong tháng này. Ấy vậy mà những người tuổi Bình Tý lại hiên ngang, có cơ duyên gặp được may mắn trong tháng cô hồn để dẫy những rủi ro. Như chúng ta đã biết, những người sinh năm Bình Tý thường có tính cách lạc quan, vui vẻ. Dù trong hoàn cảnh khó khăn nào, tuổi Bình Tý không hề nao núng hay chùn bước. Họ luôn đấu tranh cho cuộc sống của mình, đồng thời cũng rất nhạy cảm, trực giác tốt, trí tưởng tượng phong phú. Đôi khi họ có thể soi mói hay phàn nàn, khó tính. Thường họ yêu tiền, cũng giỏi kiếm tiền. Ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng theo dõi những phân tích sau đây để biết được tại sao mọi người lại là một trong số ít con giáp may mắn trong tháng này. Đầu tiên là phần tổng quan của gia chủ tuổi Bình Tý trong tháng 7 âm lịch năm 2021. Tuổi Bình Tý là những người thuộc mệnh thủy, trong cuộc sống họ chịu nhiều phen lao đao, vất vả. Tuổi thơ gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng tới trung vận, mọi sự sẽ dần thay đổi, giúp họ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Họ là những người có tài ngoại giao, linh hoạt trong xử lý mọi tình huống. Tuy nhiên, trong các mối quan hệ bạn bè, họ lại hầu như không có bạn chí cốt bởi họ khó hòa hợp với bạn bè. Do đó, những người sinh năm 1996 có thể có nhiều mối bạn làm ăn cùng chí lớn. Nhưng về phương diện bạn bè, tầm giao thì hầu như không có. Khi hành động, những người này có phần bảo thủ, cứng nhắc, không dám đi ngược dòng chảy mà luôn thuận theo xu hướng. Đây cũng là điểm thể hiện khả năng tính toán, cơ trí, cảnh giác hơn người của họ. Dù vận thế của họ tuy không có nhiều nổi bật nhưng vẫn phát triển khá tốt. Tuy nhiên, quá cẩn trọng trong mọi chuyện khiến họ thà chịu cô đơn chứ không muốn mạo hiểm. Do đó, họ không có nhiều bạn bè. Khi gặp chuyện không có nhiều người để chia sẻ, giải bày. Trong công việc, dù là cấp trên, đồng nghiệp hay cấp dưới đều có mối quan hệ khá tốt với những người này. Họ sẽ có khả năng vận dụng mối quan hệ xã hội rất tốt, nhờ thế mà công việc suôn sẻ, thuận lợi. Người tuổi Bình Tý nhạy bén nắm bắt cơ hội, giành được nhiều thành công trong sự nghiệp. Bính Dương Hỏa gặp Bính Dương Hỏa nên gọi là tỷ kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong tháng này, những người tuổi Bình Tý cần đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè người thân quanh mình. Cũng cần cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mà mình đang tiến hành. Ngoài ra, cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục thể thao, tránh quá sa đà vào công việc khiến đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt, dẫn tới bạo bệnh. Đặc biệt trong năm 2021, thái tuế là Sửu, để cho vận trình sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy luôn mang theo bên mình kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh Phong Thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Bình Tý sinh năm 1996. Để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên gia chủ có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ gửi tới quý vị về vận trình của gia chủ tuổi Bình Tý trong tháng 7 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Quý vị và các bạn thân mến, trong tháng này, những gia chủ tuổi Bình Tý sẽ cần cẩn trọng đường công danh, sự nghiệp. Tuổi đời còn trẻ nên gia chủ tuổi Bình Tý có thể thấy hoang mang khi bước vào công việc mới. Bạn cần chủ động tham khảo ý kiến của người thân, bạn bè, chia sẻ để nắm bắt thông tin chính thống, tránh tình trạng bị lừa gạt,
tiền mất tật mang. Tháng này bạn sẽ có những bước đột phá nhất định, có được những cơ hội tốt trong sự nghiệp. Điều này sẽ có lợi cho hợp tác dự án, lập kế hoạch tiếp thị, hợp tác kinh doanh, cải thiện hiệu suất. Gia chủ tuổi Bính Tý sẽ gặp nhiều may mắn, có quý nhân trợ giúp trên con đường sự nghiệp. Trong công việc, nếu gặp vấn đề khó, chưa biết cách giải quyết hợp lý thì đừng ngại xin ý kiến của những người đi trước. Tinh thần cầu tiến, hăm học hỏi sẽ giúp bạn giành được tình cảm của mọi người, tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp. Ngoài ra, cẩn thận chuyện ký tá giấy tờ, tránh bị lợi dụng hay lừa gạt khiến bản thân vướng rắc rối pháp luật. Kênh Phong Thủy Gia Cát khuyên rằng bản mệnh cần nhớ rằng phải giữ cho mình sự khiêm tốn, chờ thấy thành công đến quá nhanh mà khoe khoang, tự phụ, mất cảnh giác trước những tình huống xấu. Đặc biệt trong thời gian này, thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Bính Tý hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Pháp khí sẽ giúp các bạn khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt trong mọi việc. Từ đó sẽ giúp cho công việc hanh thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn, bình an. Đặc biệt, vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí cho các bạn. Thứ hai, về mặt tài lộc tiền bạc. Do xuất hiện hao tinh trong tháng nên có thể là một bất lợi về tài chính đối với nhiều người. Dù có cơ hội kiếm tiền nhưng lại dễ bị hao tài, cơ hội tích lũy tiền bạc không cao. Ngoài ra, chuyện học hành hay xin việc có chút tốn kém nên chuẩn bị sẵn các khoản tích lũy để đề phòng. Mức chi tiêu của bản mệnh trong tháng cũng khá lớn, có nhiều chuyện bạn không thể không ứng tiền ra như chuyển nhà, mời khách hay xui hơn là phạm lỗi bị phạt. Tuổi Bính Tý nếu không biết cân đong đo đếm, tiết kiệm đề phòng khi cấp bách thì tiền vào túi rồi lại đi ra, có kiếm được nhiều hơn cũng dễ chảy túi. Nên biết phòng trừ những chuyện bất ngờ có thể xảy ra, đừng chủ quan mà đến lúc trở tay cũng không kịp. Sông có khúc, người có lúc, không ai biết ngày mai có biến cố gì đến với mình. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, thầy Gia Cát khuyên các bạn hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Thân, Tý, Thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Bính Tý để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Bước sang tháng 7 âm lịch năm Tân Sửu, gia chủ tuổi Bính Tý vẫn đang loay hoay để tìm lối đi cho chuyện tình cảm của mình. Có nhiều vấn đề phát sinh và bạn không muốn để lỡ mất cơ hội hạnh phúc nên cố dấn thân, song cũng có nhiều hy vọng, song cũng không có nhiều hy vọng. Gia chủ tuổi Bính Tý có thể tự đẩy người mình yêu ra xa vì những suy nghĩ tự ti, thiếu sáng suốt của mình. Người ấy không hiểu những cảm xúc hiện tại của bạn, cũng cố gắng để bạn chia sẻ mà không thành công. Các bạn có thể tìm vui bên bạn bè xấu, khiến cho quan hệ giữa bạn và người ấy ngày càng xấu đi. Bản mệnh là người ham vui, đôi khi quên mất trách nhiệm của mình đối với gia đình, người thân, khiến cho người ở bên cạnh không khỏi thất vọng. Người độc thân dễ u mê trong chuyện tình cảm, có khi đâm đầu vào ngõ cụt mà cứ ngỡ mình năng sắp tìm thấy đường ra. Cần thận trọng kẻo bị lừa gạt cả tình lẫn tiền mà cũng chẳng hay biết, còn nghĩ mình đang sống trong hạnh phúc. Vậy nên để kích hoạt vận đào hoa, thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Bính Tý hãy mang bên mình pháp khí tam hợp quý nhân, Thân, Tý, Thìn. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đặc biệt, những bạn tuổi Bính Tý còn năng độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Trong tháng 7 âm lịch, người tuổi Bính Tý tâm tình rất vui vẻ, tinh thần phấn chấn. Nhắc nhở gia chủ tuổi Bính Tý cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe cho thật tốt. Bạn có thể sẽ dễ cảm thấy mệt mỏi trong người, ăn không ngon, ngủ không yên. Cần chú ý, mặc dù ít ốm đau bệnh tật nghiêm trọng như khó tránh bị té ngã, tai nạn trong lúc làm việc hoặc đi lại,
đừng cậy sức trẻ mà thức quá khuya, kiêm nhiệm quá nhiều việc cùng lúc, mệnh chủ đổ bệnh lúc nào không hay. Người tuổi Bính Tý còn khá trẻ, thường bị cuốn vào công việc, tình yêu mà quên mất việc chăm sóc bản thân. Thời gian này, bạn nên có một chế độ nghỉ ngơi, ăn uống, luyện tập thể dục nghiêm túc. Ngừng ngay suy nghĩ còn trẻ, còn khỏe mà bỏ bê bản thân. Gia chủ tuổi Bính Tý hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hòa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Bính Tý. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những ngày tam lành, đại kỵ trong tháng 7 âm lịch để gia chủ tuổi Bính Tý có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, kết thúc vào ngày 30 tháng 7, từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 dương lịch. Tháng 7 âm lịch là tháng Bính Thân, Nạp Âm, Sơn Đầu Hỏa. Tháng Thân lục hợp tị, tam hợp tí, thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tị, tuyệt mão. Đối với những người tuổi Bính Tý trong tháng 7 âm lịch cần tránh các ngày. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 7 tháng 7, tức ngày 14 tháng 8 dương lịch, Nạp Giáp, Giáp Ngọ. Thứ hai, ngày âm lịch 19 tháng 7, tức ngày 26 tháng 8 dương lịch, Nạp Giáp, Bính Ngọ. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Bính Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Đồng thời, nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên, sự nghiệp. Ngoài ra, trong tháng còn có một số ngày cát lành để gia chủ tuổi Bính Tý tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể tiến hành công việc. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 2 tháng 7, tức ngày 19 tháng 8 dương lịch, Nạp Giáp, Kỷ Sửu, Nạp Âm, Phích Lịch Hỏa. Thứ hai, ngày âm lịch 14 tháng 7, tức ngày 21 tháng 8 dương lịch, Nạp Giáp, Tân Sửu, Nạp Âm, Bích Thượng Thổ. Thứ ba, ngày âm lịch 26 tháng 7, tức ngày mùng 2 tháng 9 dương lịch, Nạp Giáp, Quý Sửu, Nạp Âm, Tang Trá Mộc. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của gia chủ tuổi Bính Tý trong tháng 7 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi và suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi. Mọi đóng góp, quý vị cần tư vấn, hãy liên hệ trực tiếp với đội ngũ của chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.